thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe một dụ ngôn rất là nổi tiếng được trích trong Tin Mừng của Thánh Luca. Và trong dụ ngôn này thì người thông luật đặt một câu hỏi với Chúa Giêsu là: ai là người thân cận của tôi để giúp đỡ không có gì? Ai là người thân cận của tôi? Thế thì liệu rằng hôm nay đi lễ về chúng ta có phải ưu tư cái câu này không? Bởi vì tại sao cái câu ai là người thân cận của tôi nó quan trọng? Nó quan trọng bởi vì cần phải biết người nào là người thân cận để giúp đỡ. Tại vì trong đời sống xã hội thường ngày có những người không có biết giúp người khác. Cho nên câu hỏi này là câu hỏi dành cho những người mà từ bé tới lớn không có biết giúp đỡ ai bao giờ. Nhưng mà nếu chúng ta xét mình cho nó kỹ một tí thì chắc là mỗi người trong nhà thờ này thì cũng có đi giúp người này người kia chứ, cũng có giúp chứ, phải không? Cũng có chứ. Có mà. Thế thì giả sử như là chúng ta cũng đã ít nhiều có giúp đỡ ai đó, thì xem ra cái câu mà ai là người thân cận của tôi đi tìm cái người đấy để giúp đỡ xem ra là thừa thãi. Thừa thãi là bởi vì thì mình cũng có giúp mà, cũng có khi này khi kia, không phải lúc nào cũng giúp, nhưng mà cũng có khi này khi kia, cũng có chỗ này chỗ kia, cũng có giúp lúc nhiều lúc ít. Thì cũng có một chút lòng nhân ái chứ chả nhẽ lại không có tí nhân ái nào. Cũng có nhé. Mà nếu mà chúng ta cũng có một chút lòng nhân ái giúp đỡ người nào đấy thì đâu là câu hỏi mà lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta. Cái câu mà chúng ta cần phải để ý không phải là câu ai là thân cận của tôi để tôi giúp đỡ, thì mình cũng đã quen như thế rồi. Chúng ta để ý cái câu mà Chúa Giêsu đặt lại cho cái người thông luật sau khi kể cái câu dụ, cái chuyện dụ ngôn á, câu đấy mới quan trọng. Sau khi kể cái chuyện dụ ngôn người Samari nhân hậu, thì Chúa Giêsu hỏi cái người, đặt lại cái câu hỏi với cái người đã hỏi Chúa Giêsu ai là thân cận của tôi. Chúa Giêsu đặt lại câu hỏi này này. Chúa Giêsu không có trả lời là người thân cận là người như nào nha. Chúa không có trả lời, Chúa chỉ kể cái dụ ngôn thôi. Muốn hiểu nào hiểu. Sau khi kể cái dụ ngôn thì Chúa nói với cái ông ấy là: vậy theo ông thì trong ba cái người đó, ba cái người là gì? Thứ nhất là ông tư tế, thứ hai là ông Lê-vi, và thứ ba là cái ông Samari đó. Cái ông tư tế với cái ông Lê-vi thì không có giúp, không có dừng lại giúp đỡ cái người bị nạn, nhưng mà cái ông Samari là giúp đỡ. Thì Chúa đặt cái câu hỏi với cái người ấy là: theo ông nhé, thì ba cái ông kia ai là thân cận với cái người bị nạn? Ai là thân cận với cái người bị nạn? Ta để ý cái câu hỏi nó có khác nhau nha. Cái người thông luật hỏi Chúa Giêsu là: thế bây giờ ai là thân cận của tôi? Ai là thân cận của tôi? Chúa Giêsu không có trả lời, chỉ kể cái dụ ngôn. Và Chúa Giêsu đặt lại một cái câu hỏi với cái người là: đừng có hỏi ai là thân cận của tôi, hỏi câu đấy không đúng. Hỏi câu này mới đúng này. Người nào là thân cận của cái người bị nạn? Hay là tôi có là thân cận của cái người bị nạn không? Chứ không phải là ai là thân cận của tôi, không hỏi thế. Tại cái câu mà hỏi ai là thân cận của tôi là nó rất là nguy hiểm ở cái chỗ này này. Nếu ai là thân cận của tôi nhá, thì á, khi mà tôi gặp nó, tôi cần, nó cần sự giúp đỡ hả nào, thì tôi phải hỏi câu là: ê, bạn có là thân cận của tôi không? Nhìn cái mặt mày thấy ghét là ông không giúp rồi. Mày ghét ông mà. Khi mà ta đặt cái câu hỏi ai là thân cận của tôi, thế bây giờ nó bị tai nạn, nó nằm đấy, xong mình cứ đứng đấy, mình đi đằng trước, xong mình đi đằng sau, xong mình đi bên trái bên phải, mình xem nó có phải là thân cận của mình không. Mình xem xong là nó chết rồi. Hoặc là mình nhìn một cái dấu hiệu gì đó, mình bảo là:
à mày nhá, lúc khỏe mày cứ chửi bà nhá, bây giờ mày mà là còn lâu mày mới là thân cận của bà, mày cứ nằm yên đấy, bà xin cho mày một lễ cho mày được ơn chết lành. Chứ bây giờ mà bà giúp mày để cho mày khỏe lại, mày lại chửi bà. À, cái câu hỏi ai là thân cận của tôi nó nguy hiểm ở chỗ đấy. Bởi vì nếu mà là thân cận của tôi thì tôi giúp họ nào. Và thế là tôi đưa ra một loạt các tiêu chuẩn cho người ta biết là đây này, thân cận của cái người này là này, 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 dễ thương. Nhìn cái mặt khó ưa ở đó mà thân cận, mà hễ không thân cận là ông không giúp. Bởi vì Chúa chỉ bảo là ông giúp người thân cận thôi, còn mày nhìn cái mặt khó ưa, lúc nào mày cũng nói xấu ông, lúc nào mày cũng giận ông, cho mày sang một bên, cho mày chết đi. Chúa Giêsu nói không đặt câu hỏi đấy được. Phải đặt câu hỏi là gặp cái người nào mà bị nạn ấy, nó cần sự giúp đỡ thì phải hỏi là liệu rằng tôi có là thân cận của nó không, chứ không phải là nó có phải là thân cận của tôi không. Không đặt thế, đặt ngược, tôi có là thân cận của nó không. Mà chúng ta xem nhé, cái người mà nó cần sự giúp đỡ, nó cần mà ai giúp đỡ được nó thì người ấy trở thành thân cận. Cho dù như này này, khi nó còn khỏe mạnh, nó sống, nó không sống ra làm sao cả, nó sống với mình không ra thế nào cả. Lấy cái chuyện con dâu mẹ chồng nhé, kể cho nó dễ hiểu. Bây giờ cái bà con dâu bà ấy sống mà cái bà mẹ chồng rất là khó chịu với cái đứa con dâu, bởi cái đứa con dâu nó không biết điều. À, thế bây giờ ta xem nhé, lúc mà cái đứa con dâu mà nó gặp khó khăn gì, thế thì cái bà mẹ chồng mà bà hỏi là ồ mày là con dâu của bà chứ mày không phải là thân cận của bà đâu, nhìn cái mặt mày là mày khó ưa với bà rồi, lúc nào mày cũng khó chịu với bà, mày không là thân cận của bà không phải giúp mày. Chả là hỏi thế không được. Cái đứa con dâu mà nó cần, khi mà nó cần đến sự giúp đỡ của cái bà mẹ chồng đó, thì bà mẹ chồng bà ấy phải hỏi này này, ồ cái đứa con dâu đấy nó vốn không chơi đẹp với mình, nhưng mà bây giờ nó đang cần sự giúp đỡ, thì liệu rằng mình có phải là thân cận của nó bây giờ không. Làm sao mà biết được mình có là thân cận của nó không? Thì cái này dễ hiểu lắm. Mình giúp được nó cái gì bây giờ? Nếu mình giúp được nó cái gì bây giờ thì lập tức Chúa bảo mình là thân cận của nó. Dù lúc mà nó sống, nó mạnh khỏe, nó chả chơi với mình đẹp đẽ gì cả, nó không biết điều gì cả. Cho nên thưa cộng đoàn, vấn đề không phải là đi tìm một người là thân cận theo cái chuẩn mực của mình để giúp đỡ, không. Chúa nói với chúng ta, nhiều khi cái tương quan của chúng ta với nhau, nhiều khi nó không có tốt đẹp. Mà nếu mà nó không tốt đẹp mà nó gặp nạn là mình không có muốn giúp, không. Hay là nó gặp khó khăn mình không muốn giúp, không. Cho dù cái tương quan của nó với mình luôn luôn ở trong tình trạng không tốt đẹp, nhưng khi người ta cần đến sự giúp đỡ của mình thì mình phải đặt câu hỏi này, Chúa ơi, thế bây giờ con có là thân cận của nó hay không? Mà giờ nó đang cần con giúp đây này, bây giờ thì con có là thân cận của nó không? Thì cứ hỏi cái đứa con dâu là thế con có muốn mẹ giúp không, mặc dù lúc khác con sống với mẹ chả ra cái giống gì, nhưng mà bây giờ thế con nghĩ là mẹ có là thân cận của con không? Thì người ta trả lời cho cái đứa con dâu, nó trả lời cho nó đang cần cái người mẹ chồng giúp đỡ, mà làm sao mà cái bà đấy không làm thân cận của nó giúp đỡ. Cho nên thưa cộng đoàn, vấn đề không phải là mình đi tìm một cái người nào đó là thân cận vừa ý mình để mình giúp, không, mà là mình luôn luôn sẵn sàng trở thành một người thân cận của bất kỳ ai cần đến sự giúp đỡ của mình. Đấy là sứ điệp lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta đó. Nếu cái tương quan của chúng ta với nhau nó tốt đẹp, cái chuyện giúp đỡ nhau là bình thường. Vấn đề là cái tương quan của chúng ta với nhau nó không có tốt đẹp, mà nhất là cái lỗi không phải bởi mình. Mình tuần nào cũng đi lễ nghe đức cha giảng sống hẳn hoi, có phải không? Tại nó không đi lễ cho nên nó không có biết sống hẳn hoi. Cho dù thế đi chăng nữa, khi nó cần đến sự giúp đỡ của mình thì lập tức mình trở thành thân cận của nó. Cho dù nó không sống đẹp với mình, nó không biết điều với mình,
Nhưng khi nó cần đến sự giúp đỡ của mình, lập tức Chúa bảo, Chúa bảo nhé, không phải Đức Cha bảo đâu, Chúa bảo lập tức khi nó cần đến sự giúp đỡ của mình, người ta cần đến sự giúp đỡ của mình, lập tức mình trở thành thân cận của người ấy. Cho nên để sống cái sứ điệp này, thưa cộng đoàn, có lẽ chúng ta phải vượt lên trên cái cảm xúc tự nhiên của con người ta mới làm được. Trong lòng mình đang tức tối mà mình giúp đỡ thế nào được? Không. Người ta cần đến sự giúp đỡ của mình, lập tức mình trở thành người thân cận của họ. Đấy là sứ điệp lời Chúa muốn nói với chúng ta qua cái dụ ngôn của Tin Mừng Luca chương 10 mà chúng ta vừa nghe trong bài Tin Mừng hôm nay. Khó lắm, không có dễ. Nếu chúng ta là người quen sống cảm xúc, đúng không? Đấy. Anh em, chị em chơi với nhau như bát nước đầy, chuyện đấy giúp đỡ nhau có dễ không? Khi người ta gặp khó khăn, mình giúp đỡ có dễ không? Dễ, phải không? Không. Khi mà cái tương quan của chúng ta với nhau, chúng ta sống với nhau nó như một bát nước không đầy, hay là không có tí nước nào chảy hết ra rồi, một bát nước mẻ, mẻ nó chảy hết nước này còn gì đâu mà nước. Nhưng mà người ta cần đến sự giúp đỡ của mình, lập tức mình trở thành người thân cận của người ta. Đấy là điều mà Chúa muốn nói với chúng ta qua bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết kềm chế cái cảm xúc của mình, cảm xúc tự nhiên ấy. Nhiều khi mình bực mình, nhiều khi mình không vui, nhiều khi mình không hài lòng. Tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy nó cản trở ta giúp đỡ người khác lập tức à? Không. Xin Chúa cho chúng ta biết tiết chế cái cảm xúc của mình, để biết chạy lòng như cái ông Samari này, nhận ra được nhu cầu cần giúp đỡ của người khác, và lập tức biến mình trở thành một người thân cận. Dù người ấy là ai, da đen, da trắng, da vàng, Campuchia, Trung Quốc hay là Lào hay là bất kỳ người nào cần đến sự giúp đỡ của tôi, xin Chúa cho con tim của con biết mở ra chạy lòng trước nhu cầu của người ta. Dù người ta không đối xử tốt đẹp với con, nhưng con vẫn cứ được mời gọi để trở thành người thân cận của họ khi họ cần đến sự giúp đỡ của mình. Điều ấy thế gian không có biết dạy chúng ta, thưa cộng đoàn. Thế gian dạy chúng ta gì? Cố gắng sống với nhau như bát nước đầy, rồi có cần gì giúp đỡ nhau, có phải không? Anh em có gì đấy giúp đỡ nhau thì hãy cố giúp đỡ nhau. Cái đấy không cần phải lời Chúa. Thế gian người ta biết dạy thừa. Chúa nói với chúng ta, bất kỳ người nào, bất kỳ người ấy là ai, chúng ta không biết hay chúng ta có biết, hay người ấy thậm chí coi chúng ta như kẻ thù đi chăng nữa, mà người ta cần đến sự giúp đỡ của mình, lập tức Chúa bảo hãy trở thành người thân cận của họ, giúp đỡ đi. Và như thế, thưa cộng đoàn, Chúa muốn nói, mời gọi chúng ta để ý đến một sự giúp đỡ không có bất kỳ một điều kiện nào, không đặt bất kỳ một điều kiện nào. Giúp đỡ là giúp đỡ, nếu sự giúp đỡ ấy là cần thiết. Xin Chúa cho chúng ta hôm nay qua bản văn lời Chúa mở lòng ra, để chúng ta cũng biết chạy lòng. Chạy lòng là như thế. Chạy lòng là đặt mình vào trong tình trạng sẵn sàng giúp đỡ, không có phân biệt người ấy, bất kỳ là người nào. Cho dù người ấy coi ta như kẻ thù, thì ta vẫn được mời gọi để trở thành người thân cận của người ấy khi họ cần đến sự giúp đỡ của ta. Sống như thế, thưa cộng đoàn, chúng ta trở nên con cái của Chúa. Chúng ta vừa là những người con người thế gian, chúng ta vẫn sống cái sự khôn ngoan của thế gian, cố gắng sống với nhau như bát nước đầy đi. Anh em yêu thương nhau đi, chị em gắn bó với nhau đi, giúp đỡ nhau đi. Chúng ta là những con người như thế. Chúng ta còn được mời gọi để sống là con Chúa nữa, chứ không phải chỉ có sống là con người đâu. Mà con Chúa thì làm thế nào? Là cái điều mà chúng ta vừa được học trong bài lời Chúa hôm nay. Hãy luôn đặt mình trong một tình trạng sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ người nào. Dù người ấy có coi mình là kẻ thù, thì cũng đặt trong tình trạng sẵn sàng giúp đỡ, nếu người ta cần đến sự giúp đỡ của mình. Sống như thế là sống sứ điệp lời Chúa hôm nay. Và sống như thế, chúng ta được mời gọi để sống tư cách là con cái của Chúa.
Xin Chúa cho chúng ta hôm nay tham dự thánh lễ và ra về với một cái thái độ sẵn sàng như thế. Và chắc chắn khi chúng ta sống cái điều ấy, chúng ta xác tín rằng dù người đời người ta bảo ôi cái điên, làm thế là mày điên, nó khỏe mạnh, nó cứ coi mày là kẻ thù, mà lúc nó cần đến mày giúp, mày cứ giúp hết lòng hết sức, mày là đứa điên. Kệ, ai muốn nói gì nói. Chúng ta sống là con cái của Chúa mới được. Thế gian muốn nói gì nói. Nhưng mà chắc chắn đấy là sứ điệp lời Chúa hôm nay muốn nhắn nhủ với chúng ta. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta thao thức mãi cái điều mà lời Chúa hôm nay muốn nói. Để rồi nhờ để sống cái điều đấy giúp chúng ta sống tư cách là người con của Chúa. Không phải chỉ là một con người xã hội thuần túy, nhưng là một người con sống sứ điệp mà Chúa muốn nhắn nhủ cho mỗi người chúng ta. Amen.